Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Ca sĩ Đăng Khôi nhập viện phẫu thuật sau một chuyến đi du lịch Nha Trang. Đăng Khôi bị viêm tai cấp, nam ca sĩ phải nhập viện phẫu thuật để tăng cường thính lực. Tối ngày 15 tháng 7 trên trang cá nhân, Thủy Anh vợ Đăng Khôi đăng tải loạt ảnh về quá trình phẫu thuật của nam ca sĩ tại bệnh viện. 10 năm trước, anh Khôi đã trải qua ca phẫu thuật khá nghiêm trọng về thính giác và hôm nay sau 10 năm, anh lại tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật lần thứ hai. Anh ấy đã tự hạ quyết định cho cuộc phẫu thuật lần này mà tôi đã không hề hay biết. Theo như lời kể của bà xã Đăng Khôi, nam ca sĩ quyết định nhập viện phẫu thuật sau khi sắp xếp xong việc sinh nhật cho vợ, đưa các con về thăm ông bà nội. Hiện ca phẫu thuật của anh đã thành công, nam ca sĩ đang nghỉ ngơi tại bệnh viện với sự chăm sóc của người bạn đời. Anh đã vun đắp xây dựng gia đình mình để truyền cảm hứng tới những gia đình trẻ, truyền năng lượng tích cực với mọi người. Anh hy sinh tất cả để có được một cuộc sống đầy đủ ấm áp cho bố mẹ, vợ con. Chồng đã làm tốt lắm rồi, giờ là lúc hãy sống cho bản thân mình nhé. Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ khán giả gửi lời chúc sức khỏe tới Đăng Khôi, chúc anh có sớm bình phục, mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình anh chị, là những chia sẻ từ phía người hâm mộ. Thủy Anh cho biết sau chuyến du lịch ở Nha Trang, Đăng Khôi bị viêm tai cấp, nếu để lâu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ tiềm ẩn cao làm mất thính lực, ảnh hưởng đến não. Sau khi thăm khám, các bác sĩ khuyên anh nên làm phẫu thuật hoàn thiện chức năng nghe, chấm dứt tình trạng viêm và nhiễm trùng. Nhiều lần tôi đã muốn anh Khôi phẫu thuật sớm hơn, nhưng anh vẫn cứ lừng chừng, chẳng phải vì đau mà bận quá nhiều việc. Sáng ngày 14 tháng 7, anh nhập viện tiến hành ca phẫu thuật. Sau ca mổ kéo dài hơn 3 tiếng, sức khỏe của anh đã tiến triển tốt. Đăng ký kết hôn với Thủy Anh vào năm 2009, sau nhiều năm yêu thương gắn bó, cả hai có cậu con trai đầu lòng. Sau hơn 10 năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm vô cùng gắn bó.